Hello anh em, hôm nay tôi đi đập con nhà người ta nha anh em Tôi đùa đấy thằng nào tin làm cờ hó Tôi không biết nó sẽ mua con súng nào đây À nhầm cây súng Và đây cũng là video đầu tiên tôi làm về phờ Zify nha anh em Mong anh em ủng hộ À, súng tủ của tôi anh em ơi Tôi thật là đẹp trai và khoai to anh em ạ à. Nhìn tôi đẹp thì cho tôi một like và đăng ký nha yêu mọi người Tôi chỉ làm một lần duy nhất nha anh em Xem kỳ vào tôi đùa thôi anh em do mạng như đặt cầu bây giờ chơi thật này dám diễn mặt với anh là mày toàn rồi cu anh em nhìn mà học hỏi này tôi lại thấy mình đẹp trai rồi anh em nhìn này nhá Ôi không tôi lỡ tay rồi Tôi xin lỗi bạn nhiều nha Nói vậy thôi cho tôi ba em gái cực xinh Tôi cũng không xin lỗi đâu Mua mở 500 đi cho dễ bán Tôi bị dốc nhập rồi Thật là phi diệu Tôi lỡ. Nó thấy tôi khoai to quá nên nó sánh dép chạy mẹ nó rồi anh em ạ. À. Tôi thấy rồi, nó ở đằng sau keo, anh em nhìn tôi dí nó này. Vãi lòng, bút hụt hoài luôn anh em ạ. À. Tao đấm cho lành. Trời ạ, à, tao đấm cũng hụt nữa xóa mẹ game là vừa. Cuối cùng cũng dính. Thật là bổ ít Để tôi uân sắt nó cho anh em xem nha Trước khi uân sắt tôi phải làm điều này nha anh em Đây nhìn nè Siêu to khổng lồ luôn anh em ạ à. Ok vào bắn thôi Vãi Hút hoài trời toàn tôi rồi anh em ạ, à. lai like để tôi uốn sắt nó nha anh em. Damn. anh em thấy gì chưa? quá là ghê gớm luôn anh em ạ. À. để xem anh ta mua cây hàng gì để chơi tôi đây nha anh em. ôi không, sao tôi lại đẹp trai thế này? Đẹp trai qua gái bu khổ lắm anh em ơi. Thì ra nó mua anh giúp anh em ạ. À. Thằng này khôn vậy. thật là bổ ích anh em nha. Thông báo cờ cờ gì đây? Tôi đấm đó lấy bù ra nhà anh em. Cho anh bạn một số nước này. một viên anh em nhìn tôi lưng lẹo này mày hả mày và thôi clip đến đây thôi anh em nào thấy hay bổ ích thì nhớ cho tôi một like một đăng ký để tôi có động lực làm video tiếp theo nhà bye bye anh em